Rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Các Kiện Chấm Với Em của mình nha. Trong clip này mình sẽ cập nhật cho anh em đó là dòng cá chạch lửa nha anh em. Một dòng cá nói chung là mình không có nhiều hàng, tuy nhiên là có bao nhiêu là mình bán hết bao nhiêu anh em. Cũng có khá là anh em hỏi về cái dòng này. Ở thì trước mặt anh em thì mình có size tầm khoảng 50 nha anh em. 50 size khá là gọi là khá là to ha. Thích hợp cho anh em nuôi cộng đồng những cái hồ tầm khoảng 1 mét, 1,5 mét, 2 mét nha anh em. Tại vì nó sẽ còn lớn nữa nha anh em, nó còn to nữa nha. Thì đặc trưng của cái con cá mà chạch lửa này nó sẽ có những cái đường chỉ như là chấm đỏ theo dọc cơ thể, và phần viền đuôi nó sẽ là màu đỏ nha anh em. Ở đây trước mặt anh em mình sẽ quay là bằng cái đèn trắng nha. Tại vì con cá này nếu mà anh em bật cái đèn như là màu hồng á thì anh em sẽ những cái vân đỏ nó sẽ lên đậm, rất là đậm luôn. Ở đây em quay như vậy cho nó thực tế nha. Thì cái size này tầm khoảng 50 nha anh em, khá là to luôn. Thì ở đây em được 4 bé nha anh em, gọi là 4 chú chứ không phải 4 bé, tại vì cá khá là to rồi. Ở đây là cái ngón tay của em nè, đây là ngón tay em nè. Ở đây em được 4 bé nha quý anh chị. Anh em nào mà nuôi cộng đồng hồ lớn rộng rãi đó, mình thích những cái sự độc lạ đó, mình nuôi vài cái con như thế này thì nó sẽ tạo những cái điểm nhấn rất là đẹp cho cái hồ cộng đồng của mình. Thì đối với cái size năm tầm khoảng 50 hơn 50 này em đang bán với giá là 800k một con nha quý anh chị mình ơi. Thì cái size này khá là to nha. Anh em thích hợp cho anh em mà mình nuôi cộng đồng cho hồ lớn á. Đây. Tại cái hồ nó bẩn quá anh em, nó bẩn quá. Thì nói chung là em cũng chưa có sửa sạn trước á. Em bỏ đỡ nó vô đây. Cái hồ này thì cái hồ này nó khoảng 6 tấc anh em. Cá nó cực kỳ đẹp, cực kỳ nén cho anh em, cực kỳ đẹp nha. Thì đối với cái dòng cá này mình chỉ ship các tỉnh thành trong khu vực miền Nam nha quý anh chị. Tại vì những con cá như thế này mình chưa có ship ra ngoài Bắc bao giờ, nên mình cũng chưa có khẳng định rằng mình sẽ gửi xa được. Tại vì cá to nè, nó quậy rất là mạnh mẽ, có thể những cái bọc nó bị vỡ chẳng hạn. Nên những ship xa những cái con cá xe to thì nó thật sự thì em cũng hơi sợ á. Mặc dù là nó khỏe thiệt, nhưng mà nó quậy vỡ bọc thì cái vấn đề chết chóc nó cũng hơi khá là cao. Mình không dám mạo hiểm, tại vì mình bán mình có bảo hành cho anh em mà. Như gửi anh em mà là cá nó bị hao hụt, nó chết chóc thì mình là cái người lỗ chứ không phải là anh em nha. Anh em nào đã từng mua hàng của mình rồi mình không cần phải nói nhiều, tại vì ở đây mình bán là mình có bảo hành trên đường vận chuyển cho anh em, chứ không phải là chuyển khoản nhận tiền rồi mình gửi cá là hết chuyện đó. Mình bán như vậy thì ai khách hàng nào mà mua nữa, mình phải có chế độ bảo hành hợp lý cho anh em. Khi nào anh em nhận hàng á, anh em vui lòng lấy cái điện thoại anh em quay cái clip khui thùng cho mình. Hoặc là shipper mà giao tới á, có shipper đó, anh em khui thùng tại đó luôn, anh em kiểm tra coi cá như thế nào, rồi anh shipper ví dụ cá chết chóc đi, thì anh shipper anh sẽ điện lại cho mình. Anh shipper cũng như là một cái người mà giám sát giùm mình vậy đó, na ná như vậy ha. Còn ví dụ trường hợp mình đem về nhà đó thì mình lấy cái điện thoại ra mình quay clip lại cho nó có một cái bằng chứng hợp lý đây anh em. Tại vì khi anh em nói chết nhưng mà anh em không có cái video đối chiếu thì nó cũng khó khăn cho mình. Mình biết rằng là anh em nói là không có nói dối mình, tuy nhiên mình cái nào ra cái nấy anh em. Mình là bảo hành cho anh em khi có video đầy đủ nha. Chứ không phải là anh em nói chết rồi anh em vứt bỏ này nọ cũng không có hợp lý cho lắm ha. Cái gì mình cũng coi có bằng chứng. Mình quay video gửi lại cho em thì em sẽ đóng cái khác gửi lại cho anh em. Hoặc là anh em mà ví dụ mình không có muốn mua nữa thì em sẽ chuyển khoản thanh toán từ cái tiền cá đến cái tiền vận chuyển đầy đủ lại cho anh em ha. Thì nói về vận chuyển thì con cá này những cái size to như thế này thì cái phí vận chuyển nó mình nghĩ thì nó cũng tầm khoảng chừng 7-80k là một đôi một thùng gì nó cũng như nhau anh em. Chốt một đôi thì cái phí nó cũng vậy, tại vì mình đóng là đóng thùng lớn, nước thì nước vừa, hai con nó cũng vậy.
cái dòng này thì mình đóng chung được, nó hạn, nó không có cắn nhau như những cái dòng như là cái gồng này nọ. Cá nó cực kỳ đẹp nha anh em. Cá này em bao vấn đề là tật lỗi nha. Cá nó bao khỏe, cá nó em mới về luôn á, em mới về luôn. Tại vì cuối tuần mình mới cập nhật các dòng cá kia đó. Bữa nay mình cũng có về một số nha anh em. Tuy nhiên mình chỉ quay một cái dòng duy nhất này thôi. Tại mình thấy nó khá là to, khá là đẹp nên mình quay lên clip cho anh em xem. Anh em xem giải trí và anh em muốn mua thì cứ gọi trực tiếp cho mình. Mình có để cái số điện thoại ngay cái dưới cái góc màn hình đó. Còn anh em muốn xem cá lại hoặc là muốn quay video xem trực tiếp thì anh em kết bạn qua Zalo, anh em gọi trực tiếp cho mình ha. Để đối chiếu ha. Tại vì cái kênh mình nhỏ thì nó nói chung là cũng không có ai mà lấy cái kênh của mình để gạt gẫm đâu. Kênh mình nhỏ xíu à, có mười mấy ngàn thôi. Thì cái anh em muốn điện, muốn mua nhanh anh em cứ điện trực tiếp cho em ha. Tại vì bằng ngày thì nói chung sức sáng là khoảng 4 giờ em thức, em đóng cá, em đi bán dạo thì khoảng 3 giờ chiều em mới có ở nhà. Nên anh em mà dạng như là mình nhắn tin đó mà lâu trả lời đó, thì không phải là mình chảnh chạy sánh sẻ này nọ đâu. Tại vì nói chung là do công việc thôi. Anh em đừng có tiếc vài ngày đồng lẻ thôi. Anh em cứ gọi trực tiếp cho em ha. Để mình đặt hàng cho nó nhanh ha. Thì hôm nay em chỉ quay một cái dòng duy nhất này thôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Anh em xem thấy thích thì cho em xin một like. Hoặc là muốn xem những đợt tiếp theo em có những cái dòng cá gì á, thì anh em hãy nhấn cái nút đăng ký ha, để khi mình đăng video lên đó, anh em sẽ nhận được cái thông báo để mình xem cá cũng như là mình chốt cá ha. Đó, và mình xin chào anh em nhé.